Xin chào các bác, hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình ôm cà phê cho các bác xem nhé. Giờ mình nhổ, chút nữa mình sẽ rửa lại cái rễ nó. Giờ mình đã nhổ xong rồi nha. Đây, cà phê rất là, rễ nó rất là đẹp thắng này. Giờ mình chuẩn bị cái cây này để mình so cái đất. Mình so cái đây này để sau đó mình sẽ xoay như thế này cho nó đất nó không có rớt xuống dưới. Rồi xong. Cái rễ này phải cắt bớt đi để mình cho nó xuống cho nó thẳng, nếu mình không cắt bớt thì nó sẽ cong chỗ đèn. Đây. Mình cho nó xuống mình phải kéo nó lên để nó cái rễ nó thẳng. Khi mình cho rong nó xuống thì mình phải tưới đều nha. Sau khi mình đã cho rong vào vào bầu, mình phải tưới lại nhé. Mình sẽ tưới lại cho nó sạch cái đất trên lá để cho nó nước nó đều đều sẽ mát. Nếu mình không tưới thì nó sẽ trong bầu nó sẽ nóng chết. Trước khi mình xuống giống thì mình phải tưới đều. Sau khi mình đã cho giống vào bầu rồi mình cũng phải tưới cho đều. Như vậy cũng đã xong rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, bài chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi. Mình không phải là mình để người ta làm theo, nhưng mà mình biết mình phải kinh nghiệm lâu năm mình ôm cà phê, mình phải chia sẻ lại cho các bác như vậy thôi. Đây, giờ mình cũng đã xong rồi.